Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một thủ thuật mở trên điện thoại Android, đó là hướng dẫn cho các bạn cách tải đường led cho điện thoại Android nha. Thì để tải đường led cho điện thoại Android thì các bạn hãy vào Google Play và các bạn hãy tìm kiếm cái ứng dụng này nha. Thì cái ứng dụng mình sẽ để cái đường link trong phần mô tả, trong phần cập bình luận của video này nha. Rồi cái ứng dụng này, tiếp theo là các bạn hãy nhấn vào cài đặt để cài cái ứng dụng này về máy điện thoại của các bạn nha. Thì sau khi cài đặt xong thì các bạn hãy nhấn vào mở để mở cái ứng dụng này lên nha. Thì các bạn hãy bật cái chỗ mà Add Lighting lên nha. Thì mình sẽ bật cái gạt nút sang bên phải để bật cái tính năng lên. Rồi tiếp theo là các bạn hãy nhấn vào đặt hình nền nha. Rồi các bạn có thể đặt hình nền chính hoặc hình khó tùy theo các bạn. Thì mình sẽ đặt màn hình chính và màn hình khó luôn nha. Rồi tiếp theo là các bạn có thể chọn chỗ màu sắc cho cái đèn led nha. Thì nó đang ở màu sắc này thì các bạn có thể chọn vào những màu sắc tùy theo các bạn yêu thích nha. Thì mình sẽ chọn vào cái màu này. Rồi tiếp theo là các bạn có thể chọn hình nền nha. Thì mình sẽ chọn cái hình nền này. Rồi tiếp theo hoặc là bạn có thể chọn từ cái trong điện thoại của các bạn nha, tùy theo các bạn. Rồi tiếp theo là các bạn chọn cái mà nó chạy theo đồng hồ thì mình sẽ để chọn cái này luôn. Rồi tiếp theo là border setting là cái các bạn chọn vào cái viền của cái không nó chạy á, thì ví dụ như về tốc độ của cái ví dụ như chỗ mà cái đầu tiên animation speed á, thì là tốc độ chạy thì nếu mà cái muốn nhanh thì các bạn cho nó nhanh lên như này, còn bạn muốn chậm lại thì các bạn kéo về cho nó chạy chậm lại, mình sẽ cho nó nhanh lên này. Rồi border size thì các bạn có thể cho nhỏ lại hoặc là bự lên thì tùy theo các bạn nha, thì mình sẽ cho nó như này. Rồi đây là góc nha, radius, bottom radius và top radius thì tùy theo các bạn, thì mình sẽ cho nó cái to lên như này, nó dày lên cỡ này. Rồi tiếp theo là các bạn có thể trang trí cho cái icon này nữa nha, thì tùy theo các bạn, ví dụ như mình sẽ chọn cái này luôn. Rồi tiếp theo là các bạn hãy ra ngoài màn hình để xem nha. Thì như các bạn có thể thấy màn hình điện thoại của mình sẽ có đèn led chạy như thế này rất đẹp, thì các bạn có thể tắt vào màn hình khó nha. Thì như các bạn có thể thấy là màn hình khó của mình cũng nó sẽ hiện lên chạy màn hình led như thế này. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách tạo viền led cho điện thoại Android rồi. Nếu các bạn chưa làm được hoặc có bất kỳ thắc mắc nào thì để lại comment bên dưới mình sẽ giải đáp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.